Thưa bà con nông dân, trong cái thời tiết giao mùa như thế này thì đây là điều kiện thuận lợi để cho dịch bệnh có thể phát tán trên đàn gia súc gia cầm của chúng ta. Và điều đó đồng nghĩa với việc là bà con nông dân chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc chăn nuôi của mình. Và trong chuyên mục hôm nay thì chúng tôi muốn cung cấp đến bà con một vài thông tin về cách phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia cầm của mình. Hôm nay thì phòng chuyên đề đã phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bạc Liêu để thực hiện chuyên mục này. Và bên cạnh tôi đó là thạc sĩ Lê Văn Đẳng. Anh sẽ cùng chúng ta để đồng hành trong suốt chuyên mục hôm nay ạ. Thì trong khuôn khổ chuyên mục hôm nay thì tôi xin gửi bà con một số nội dung về liên quan tới tình hình cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thì theo ngành chức năng thống kê thì nửa cuối năm 2020 thì trên địa bàn chúng ta là cũng xảy ra một số ổ dịch cúm gia cầm, nhưng mà chỉ ở dạng nhỏ lẻ. Khi phát hiện thì ngành chức năng đã kịp thời xử lý, khoanh vùng và dập tắt các ổ dịch. Thì tính tới năm đầu năm 2021 tới thời điểm này thì trên địa bàn tỉnh chúng ta là không xảy ra ổ dịch cúm nào. Nhưng mà vì thế nên chúng ta cũng không được quyền là lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Để góp phần mà chúng ta để phòng chống cho tốt cái tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm cũng như đàn gà của tỉnh ta đó, thì hôm nay chúng tôi có đến thăm trang trại của chỗ anh Ngữ ở ấp 11, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Để qua đó chúng tôi sẽ chia sẻ cho bà con một số cái nội dung có liên quan về cái tình hình chăn nuôi cũng như là phòng chống dịch bệnh cái giai đoạn giao mùa hiện nay. Anh Quỳnh Minh Ngữ, anh là chủ trang trại của một cái trang trại gà ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Thì hôm nay anh Ngữ sẽ tiếp đón đoàn. Anh có thể cho biết là hiện giờ thì cái quy mô của trang trại mình như thế nào, và trong cái giai đoạn này, nhất là ở thời buổi giao mùa, thì cái công việc chăm sóc gà của anh nó có gặp thuận lợi khó khăn gì hay không? Đây là 13.500 con, gà thả được 5 ngày tuổi. Thì về quy trình phòng dịch thì cũng rất là nghiêm ngặt. Ví dụ ở ngoài đi vào thì mình có cái qua cái hố sát trùng bằng vôi, xong rồi mình rửa tay sát khuẩn, và khi mà vô bên phía trong thì ở đây có hệ thống phun sương sát trùng. Còn gà được nhập về thì theo quy trình ốm của CB, nghĩa là hiện nay chạy hợp tác với công ty CB, nghĩa là về thì mình ốm gà bằng ga, thì thời gian ốm gà thì trong vòng khoảng 12 ngày. Thì sau đó dần dần mình sẽ bung gà ra. Hiện giờ trong cái thời điểm giao mùa như thế này thì cái việc chăm sóc đàn gà của anh có gặp khó khăn gì không ạ? Do kết hợp với CB thì chăn nuôi theo cái quy trình khép kín thì cũng không ảnh hưởng gì cái môi trường xung quanh. Chạy của mình là chạy kín, theo quy trình là chuồng lạnh, thì nó cũng không ảnh hưởng gì các yếu tố môi trường ở bên ngoài. Thưa bà con nông dân, như vậy thì rõ ràng là theo một cái quy trình chăn nuôi khép kín thì cái mô hình chăn gà của chỗ anh Quỳnh Minh Ngữ vẫn chưa có gặp khó khăn gì. Và chúng tôi cũng rất mong là khi mà đến tham quan cái quy trình này thì chúng tôi sẽ nhân rộng cách làm để cho bà con có thể học hỏi và làm theo cái quy trình chăn nuôi của anh. Bây giờ thì anh Ngữ có thể dẫn cả đoàn đến để mà tham quan cái mô hình đó. Rồi mời anh em đi vô phía trong. Dạ. Sau khi sát trùng bằng cách bước qua hố vôi trước cổng trang trại, chúng tôi còn được rửa tay sát khuẩn và mặc quần áo khử khuẩn do trang trại phát thì mới được vào chuồng gà. Lứa gà trong chuồng hiện chỉ mới 5 ngày tuổi, đang được các bác sĩ thú y ủ ấm bằng máy sưởi. Chúng tôi thật bất ngờ về quy trình nuôi gà sinh học khép kín. Tất cả đều vận hành bằng máy móc, từ cho ăn đến sưởi ấm cho gà. Để mà mình có được một cái mô hình nuôi như thế này,
thì tất nhiên là mình phải đáp ứng cái yêu cầu về cái quy trình chăn nuôi khép kín. Cái điều đó nó có khó với những một cái hộ chăn nuôi như mình hay không ạ? Thì đối với mô hình khép kín với cái số lượng chăn nuôi, cái quy mô nó cũng hơi lớn đó, thì đòi hỏi cái vốn thì nó cũng tương đối là lớn. Ví dụ như cái diện tích đất thì với 2.500 mét vuông thì cái chi phí thì nó cũng tương đối là lớn. Thứ hai nữa, cái đối với nuôi gà đó thì cái trại đòi hỏi nó phải nằm trên cái trục giao thông chính, thì để mình vận chuyển thức ăn, vận chuyển gà trong quá trình nhập thức ăn hoặc là xuất gà đó thì nó mới thuận lợi. Còn đối với cái khu đất mà nó nằm trong những cái đường nhỏ hẹp đó thì không thể làm được. Do đó cái chi phí cũng rất là lớn. Thì tuy nhiên thì cái quy mô lớn thì cái thu nhập thì nó cũng tương đối. Anh có thể nói là cái hiệu quả kinh tế là anh đã nuôi được bao lâu rồi? Và cái đàn trước thì mình đã thu lợi được khoảng bao nhiêu? Thì từ khi chuyển qua từ cái trại heo qua trại gà đó, thì hiện nay là nuôi lứa này là lứa thứ 7. Thì cái thu nhập mà từ nuôi gia công cho CP đó thì mỗi một con là trên dưới 10.000. Thì đối với 13.500 con đó, thì tương đương có khoảng hơn 130 triệu. Thì trong đó mình trừ chi phí nhân công rồi điện nước thì một lứa gà đấy thì cũng còn khoảng 80 triệu. Ngoài cái việc mà mình đầu tư vốn cũng như là đầu tư về cái mặt bằng ra, thì còn cái về cái công nghệ nuôi hoặc là cái quy trình nuôi nó như thế nào, có đòi hỏi phải nghiêm ngặt lắm hay không ạ? Thì đối với trong chăn nuôi thì cái yếu tố cái an toàn sinh học là phải đặt được lên hàng đầu. Đó, bởi vì các cái chi phí rồi đầu tư ban đầu nó không đáng ngại, mà ngại nhất là cái rủi ro khi có dịch bệnh xảy ra. Thì đối với cái quy trình chăn nuôi khép kín với cái quy mô như thế này thì đòi hỏi cái công tác an toàn sinh học được đặt lên hàng đầu và phải tuyệt đối là thực hiện theo đúng cái quy trình như vậy. Thì về phía công ty CP thì cũng có bác sĩ trực tiếp coi kỹ thuật ở trại. Thì có em Huy đây. Em tên ông Nguyễn Hoàng Huy. À, như vậy thì Huy là phụ trách về cái mảng kỹ thuật ở trang trại này. Yeah. Vậy Huy có thể cho biết yếu tố mà quan trọng nhất trong cái việc mà duy trì cái mô hình nuôi gà này á, về kỹ thuật đó là cái gì ạ? Dạ, hiện tại thì cái yếu tố là an toàn sinh học với cái tuân thủ theo cái lịch vaccine của công ty đưa ra để hạn chế cái mầm bệnh. Nhân đây thì bạn có thể là giới thiệu sơ nét về cái quy trình của mình như thế nào, từ khi mà cái giai đoạn nhỏ ốm gà rồi chăm sóc gà như thế nào, có thể cụ thể hơn một chút để có thể giúp bà con chia sẻ kinh nghiệm đối với mình. Thì từ lúc mà gà về thì mình kiểm soát nhiệt độ, rồi sau đó mình cho uống cái những cái kháng sinh để ngừa bệnh như là Amoc với Tilosin từ 1 đến 3 ngày tuổi. Trong đó 3 ngày tuổi mình sẽ làm đồ trùng, thì 5 ngày tuổi mình sẽ làm vaccine dịch tả với mấy cái bệnh đường hô hấp. Rồi tới 7 ngày tuổi mình sẽ chích cúm và 12 ngày mình làm gum. Rồi 21 ngày mình chích cúm lại lần 2. Rồi 30 ngày sẽ mình làm dịch tả lại nữa. Nếu mà mình tuân thủ theo đúng theo cái quy trình đó thì gà sẽ không có bệnh. Dạ. Nhưng mà có khi nào có bao giờ mà mình đã tuân thủ rồi nhưng mà gà vẫn có bị trục trặc chút xíu không? Dạ, nó cũng ít xảy ra lắm. Chủ yếu là một vài con ở trong đàn nó bị hô hấp nhẹ, số con trong đàn thôi chứ không có xảy ra gì cả. Cảm ơn bạn Huy rất là nhiều. Thưa bà con, như vậy thì rõ ràng là khi mà mình thực hiện một cái mô hình nuôi mà khép kín thì cái tỷ lệ mà gà bị bệnh thì rất là ít và mình có thể hoàn toàn chủ động được. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn muốn giới thiệu với bà con về một vài ý kiến của các ngành chuyên môn. Đó là đối với thạc sĩ Lê Văn Đẳng thì anh sẽ có ý kiến như thế nào về cái mô hình này và anh sẽ có những khuyến cáo đối với bà con khi có cái nhã ý hoặc là khi có cái mong muốn hình thành một cái mô hình trang trại như thế này. Thưa bà con, thì rõ ràng qua cái trao đổi với chỗ chủ trang trại cho anh Ngữ đó, thì chúng ta cũng đã có một số thông tin là về cái mức độ đầu tư cũng như là cái hiệu quả nó bền vững nó mang lại. Nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ bà con là sơ lược một số đôi nét thế này. Chúng ta muốn hình thành được một cái trang trại như thế này thì chúng ta trước nhất là phải có một cái quỹ đất. Thì tùy theo mô hình lớn nhỏ, ví dụ cho anh Ngữ thì cái quy mô là 13.000,
thì cái diện tích đất chúng ta cũng phải là đảm bảo là cũng 2.500-3.000 m². Rồi bên cạnh đó là cái vị trí đất của chúng ta đó phải tiện lợi về mặt giao thông, phải xe 4 bánh phải tới nơi, rồi điện phải đầy đủ để chúng ta vận hành. Thì bên cạnh đó đó thì chúng ta ngoài cái đất thì cái chi phí đầu tư ban đầu đó thì theo chúng tôi ước tính đó, thì nó khoảng rơi vào trên dưới 1 tỷ để chúng ta xây dựng một cái mô hình hoàn chỉnh như thế này. Đó là cái phần chi phí chúng ta bỏ ra. Còn về cái lợi ích khi mà chúng ta vận hành quy trình này đó, thì do là chúng ta là hợp tác nuôi gia công của công ty CP, nên là con giống, thức ăn, kỹ thuật, thuốc men là do công ty là đem xuống rồi vận hành, rồi hỗ trợ chúng ta trong quá trình vận hành hết. Chúng ta chỉ ra công nhân, người chăm sóc nuôi dưỡng, điện nước. Và cái chúng ta còn một cái lợi thế rất lớn là chúng ta sẽ nuôi gia công, nên chúng ta chỉ lãnh cái tiền gia công, mà chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái giá cả thị trường. Dù giá gà ở bên ngoài nó có lên hoặc có xuống thì chỉ ảnh hưởng tới công ty. Còn chúng ta thì ký với công ty là ấn định là cái tiền gia công chúng ta là trên 1 kg gà là bao nhiêu tiền đó, thì đó là ấn định. Thì hiện nay với cái thời điểm hiện nay đó, thì cái tiền gia công đó thì nó rơi vào khoảng là trên dưới 8.000 đồng đối với 1 kg thành phẩm. Chúng ta khi chúng ta nuôi được 1 kg gà thì công ty CP sẽ trả cho chúng ta là khoảng trên dưới 8.000. Và cái tiền này nói chung là tương đối ổn định. Thì đối với mô hình này á, thì một lứa gà chúng ta thì nó rơi vào khoảng là 2 tháng. Rồi cái thời gian mà chúng ta nghỉ giữa lứa, chúng ta tiêu độc sát trùng đồ này kia đó, thì mỗi năm đó, là chúng ta vận hành được khoảng là trên dưới là 5 lứa. Còn nếu chúng ta làm tốt hơn có thể nhiều hơn. Còn nếu ai làm chậm thì nó ít hơn chút, nhưng mà tôi nghĩ là trung bình khoảng 5 lứa. Thì dưới cái mức thu nhập đó, mỗi lứa đó thì cũng là rơi vào khoảng là trên dưới là 80 triệu cho tới 90 triệu. Đó. Thì một cái mô hình này đó, nếu mà chúng ta tính trung bình đó, thì mỗi năm đó, nó cũng mang về cho chúng ta khoảng là trên 300 triệu. Mà nó đặc biệt con cái là bền vững. Do là chúng ta mô hình nuôi khép kín, rồi là chúng ta làm cái quy trình chăm sóc nuôi dưỡng rồi khi là đầy đủ, thực hiện công tác an toàn sinh học là rất là chặt chẽ. Thì cũng như bà con đã thấy đó, thì từ lúc đầu mô hình vô đó, thì khi mà chúng tôi mà vào được tới cái trang trại này á, thì chúng tôi phải qua là 3-4 lượt sát trùng, rồi trang thiết bị bảo hộ lao động là phải đầy đủ. Đây là một trong những quy trình rất là chặt chẽ, nên hầu như cái vấn đề về xảy ra dịch bệnh đó, rất là ít. Thưa bà con nông dân, với điều kiện mà thời tiết biến đổi như hiện nay thì việc mà chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ không có hiệu quả. Và chính vì vậy cho nên trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến bà con một mô hình chăn nuôi theo kiểu trang trại với một cái quy trình khép kín. Và đây cũng là một trong những mô hình được đánh giá là độ an toàn cao cũng như là hiệu quả kinh tế khá cao. Hy vọng là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bà con có thể hướng đến một cái mô hình chăn nuôi trong tương lai của mình để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Và chương mục của chúng tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục kỳ sau.